Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chào các bác. Sáng hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2024, tức tháng review cho tất cả quý vị và các bác xem về cái thực trạng giao thông của huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Và trước mắt chúng ta là cái đường tỉnh lộ 512 đi qua địa bàn của xã Thăng Bình. Đấy, các bác có thể thấy là sau một năm kể từ khi mà phòng giao thông công chính huyện Nông Cống sửa sang lại cái tuyến đường này, thì các bác có thể thấy là sau một cơn mưa thì hệ thống thoát nước nó không làm việc các bác nhé. Hai bên các bác có thể thấy là mương thì có nhưng mà cao hơn mặt đường khá là nhiều, vì vậy mà nước đọng lại trên mặt đường tiềm ẩn cái tai nạn giao thông. Chúng ta đang đi trên cái trung tâm của xã Thăng Bình. Đây, các bạn có thể thấy là đường tỉnh lộ 512 đi qua xã Thăng Bình và xã Vạn Thiện. Xã Thăng Bình thì đã được sửa chữa một đoạn từ Tượng Lĩnh lên đến trung tâm xã Thăng Bình cách đây khoảng một năm, thì bây giờ cũng đã một số đoạn đã xuống cấp và khá là trầm trọng. Và cái đoạn từ công sở xã Thăng Bình, đấy, công sở xã Thăng Bình trước mắt của chúng ta bên tay trái, lên đến cầu Đò Bòn thuộc địa phận của Thăng Bình và xã Vạn Thiện, cách đây khoảng 2 tháng thì đã làm lại cái mặt bằng, các mặt đường các bác nhé. Nhưng mà sau khi làm thì các bác có thể thấy là đi thì đã tạm rồi, nhưng mà các nhà thầu rải bay lu nền và để vậy cho dân đi, thì các bác có thể thấy là một lớp đá mạt trên đấy thì rời rạc, nhất là những khi mà trời nắng thì bụi kinh khủng khiếp luôn các bác ạ. Ô tô đi trước và xe máy đi sau là những người rất là khổ cho những người tham gia giao thông, nhất là những cái đoàn học sinh đi học. Bụi trời mưa thì nó ít bụi, nhưng mà những cái lớp đá mạt lổn nhổn đi cũng rất là trơn trượt cho các bác. Đấy. Đây, các bác có thể thấy là đang đi trên địa phận của thôn Mỹ Giang, xã Thăng Bình. Theo Đức Thắng được biết thì sau khi cái lớp đá mạt được lu nền thì sẽ có một lớp thảm nhựa, nhưng mà hiện tại thì đã 2 tháng nay thì thảm nhựa cũng chưa thấy đâu, và đang để lại một cái bề mặt đường rất là lổn nhổn. Trời mưa thì bụi mù, trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì đá lổn nhổn nha các bác nha. Và đặc biệt trên cái tuyến này, địa phận của xã Vạn Thiện, hiện tại thì các nhà thầu vẫn chưa làm xong và đang bỏ dở. Theo thông tin Đức Thắng được biết thì người dân ấy bảo là nhà thầu hiện tại là hết tiền, vì vậy mà công nhân đã rút đi hết và để lại mặt đường như xưa, có nghĩa là mặt đường vẫn như ổ trâu, ổ voi. Trời mưa thì tạo thành những hố, cái ao, và đã xảy ra rất là nhiều tai nạn giao thông ở khu vực xã Vạn Thiện nha các bác ạ. Xã Thăng Bình thì đã tạm tạm, nói chung là cũng đã lưu thông tạm tạm được rồi, nhưng mà khu vực địa phận của xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Đức Thắng được biết thì nhân dân khá là bức xúc. Rất mong các cơ quan chức năng huyện Nông Cống, các nhà thầu xem xét khẩn trương để làm lại cái tuyến đường này cho nhân dân đi được an toàn, bởi với cái thực trạng mà hư hỏng trên cái tuyến tỉnh lộ 512 đã xảy ra khá là lâu rồi, phải đến 2, 3, 4 năm nay mà chưa được sửa chữa. Chúng ta đang đi gần đến nút giao Vạn Thiện, hiện tại là đang đi trên cái địa phận của thôn Mỹ Giang, xã Thăng Bình. Tuyến này thì như các bác được biết là được sửa chữa
trong cái buổi sáng ngày hôm nay, Đức Thắng sẽ đi hai cái đoạn đường trọng điểm của huyện Nông Cống là đường tỉnh lộ 512 đi qua xã Thăng Bình và xã Vạn Thiện. Sau đó là Đức Thắng sẽ lên cái đường tỉnh lộ 505 đi qua xã Thăng Long, Thăng Thọ, Công Lim, Công Chính và Yên Mỹ để cho các bác xem là cái thực trạng đường giao thông của một số địa phương huyện Nông Cống hiện tại như thế nào sau khi mà đường cao tốc đã làm xong. Và hiện tại cái đường cao tốc và chính quyền địa phương khi đã cam kết sau khi hoàn thiện đường cao tốc thì sẽ trả lại cái mặt bằng cho các tuyến đường mà đường cao tốc đã mượn chung chở vật liệu trong những năm vừa qua. Chúng ta đang đi trên cái địa phận nút giao Vạn Thiện. Cái đoạn này thì lên thị trấn Nông Cống đã rất là ngon lành rồi các bác ạ. Duy chỉ có một số tuyến như Đức Thắng vừa nói là đường tỉnh lộ 512, 525, đường 505 và một số đoạn của quốc lộ 45 thì của huyện Nông Cống hiện tại thì nhân dân cũng khá là vất vả khi mà lưu thông trên các tuyến đường này. Bởi vì một số đoạn, một số tuyến như là 505 đang được tỉnh, huyện và kết hợp với các nhà thầu của tuyến cao tốc Bắc Nam phối hợp tổ chức đang sửa chữa lại, nhưng mà cái tiến độ khá là chậm. Vì vậy mà càng kéo dài cái tiến độ bao nhiêu thì cái tính an toàn giao thông cho người tham gia giao thông nó rất là thấp, đã xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc. Chúng ta đang đi trên cái nút giao Vạn Thiện hướng lên quốc lộ 45. Thì cái đoạn này đẹp thì Đức Thắng không quay nữa. Và sau đây thì Đức Thắng sẽ quay tiếp cái tuyến đường 505, đường tỉnh lộ 505 đi qua địa phận của Thăng Long, Thăng Thọ, Công Lim, Công Chính, Yên Mỹ để cho các bác cũng như là quý vị và các bạn quan tâm đến những cái tuyến tỉnh lộ này được biết. Trước mắt chúng ta là cái đường tỉnh lộ 505 đi qua địa phận của xã Công Lim. Thì cái tuyến đường tỉnh lộ 505 nó xuất phát điểm từ thị trấn Nông Cống vào đến Thăng Long, Thăng Thọ, Công Lim, Công Chính, Yên Mỹ và đi lên Thanh Tân, Thanh Kỳ của huyện Như Thanh. Thì các bác có thể thấy là cái đoạn Thăng Thọ này các bác nhé, Thăng Thọ và Công Lim đường khá là xấu, hiện tại thì đang sửa chữa, nhưng mà các nhà thầu hình hầu như là đến khoảng mấy tháng nay là rút đi gần hết rồi các bác nhé, để lại mặt đường như thế này này các bác ạ. Đấy, xe không đi được đấy, rất là khó khăn, phải lách từng tí. Hiện tại thì mương hai bên đã làm xong và cái phần đường thì các bác có thể thấy là đây là địa phận của cuối Công Lim, đầu xã Công Chính. Sau một cơn mưa thì mặt đường khu vực này các bác có thể thấy là một số điểm đã được san lấp, đổ đá mạt, lu nền thì đi tạm tạm được,
và những cái chỗ để các bác có thể thấy trước mắt chúng ta ngay ở cầu Lườn nha các bác nhé. Đấy, giáp ranh giữa xã Cung Lim và xã Cung Chính. Đây các bác có thể thấy là rất là khó đi, tiềm ẩn tai nạn giao thông đang trực chờ ở khu vực này các bác nhé. Đấy, sau cơn mưa thì nó tạo thành một những cái ao. Đây các bác có thể thấy khu vực này ngay ở cầu Lườn, giáp ranh giữa Cung Lim và xã Cung Chính, huyện Nông Cống. Đây là những cái ao rất là sâu đấy các bác nhé, ngay ở giữa đường. Đây Đức Thắng đi mấy cây số mà không thấy các phương tiện làm đường đâu các bác nhé. Đấy, rất mong các cơ quan chức năng cũng như là các nhà thầu khẩn trương ngày đêm làm cái tuyến đường này cho nhân dân đi được an toàn. Tính mạng con người là trên hết. Và theo Đức Thắng được biết thì cái tuyến này khởi công cũng đã hơn một năm, gần 2 năm nay rồi các bác. Và hiện tại thì làm khá là chậm. Đấy, không thấy một phương tiện nào làm ở khu vực này. Đây là địa phận của xã Công Chính, huyện Nông Cống. Và lên đến khu vực là hết Công Chính, lên đến khu vực xã Yên Mỹ cũng thực trạng như thế này các bác nhé. Đức Thắng cũng như người dân sống trên cái địa phận đường tỉnh lộ 505, 525, 512 của huyện Nông Cống rất mong chờ các cơ quan chức năng, nhà thầu khẩn trương làm lại cái tuyến, những cái tuyến đường này để cho người dân tham gia giao thông được an toàn. Video của trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2024 đến đây xin phép được kết thúc. Kính chúc quý vị và các bác có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và khi chúng ta ra đường thì đảm bảo an toàn giao thông, đi đến nơi về đến chốn trong cái tình cảnh đường giao thông như thế này. Chúc quý vị và các bạn bình an. Xin trân trọng cảm ơn.